SBS Radio. Trong một ngày mà tụi Sương phải chạy 4 nơi để mà tập 4 đoàn, 4 tuần và 4 vai diễn khác nhau. Tâm huyết của Minh Long là muốn có khán giả kế thừa, tại vì không có khán giả đến thì con lớn lên các cháu sẽ không biết cải lương là cái gì. Ai đó từ nơi xa nhớ về quê thăm bến đò năm xưa, lũy tre đâu làng bờ lao sao xanh thăm giọt mưa, là từ đó cái câu đó là Ngọc mê, mà Ngọc ngày nào mà hát Ngọc cũng nghe nó xuống luôn. Cái may mắn nhất là đối với Ngọc, bởi vì Ngọc được khán giả yêu thương và cũng như là được ba mẹ ủng hộ. Lúc đó là Ngọc rất là xúc động, và khi mà được trao cái tên vàng của mình á, thì lúc đó là